Xin phép nhé, em quay cây của anh tí. Lâu lắm mới xuất hiện đấy. Đấy, có người, có khách đây, có khách. giá lợn chết. Lợn chết. Đây sam bông đúng không ở dưa nhỉ? Hoa, sam hoa. Đúng không? Đúng không? Sam bông kéo ra. Rừng. Đẹp rừng. Đây là xung quanh này, chạy xung quanh luôn này. Chạy xung quanh luôn này. Nó nguyên cả cụm luôn. Giá thì thôi bác ấy mua rồi thì chả tiết lộ thôi. Đúng rồi. Con này nó phải tích thủ hàng này nó chỉ tầm 2 đồng quay về 2 đồng rưỡi. Ủi hơn đấy. Gần chục đấy. Gần chục. Gần chục. Được cái nó là cái cây rừng vậy. À đâu, xăm trái. Đây lại có trái đây này. Đấy. Hay là nó ghép nhỉ? Đây này. Một hoa một trái. Đây này. Trái thì còn gì nữa? Hoa chưa nở đó. Trái. Hoa mà ra phát là ấy luôn mà. Là vung luôn. Đây là cuống trái. Đây này. Chùm trái này. Hoặc là nó ghép cái tay này vào. Nhìn đây là hoa là cái chắc rồi. Đây là trái. Anh Hải ơi. Nó là cả hoa cả trái à? BD đấy. Hôm trước anh ấy chụp mày của nó. Cho anh xem quả rồi. Đâu, quả đây là quả. Hôm trước là chụp là có quả rồi. Đấy, quả đấy. Đúng đấy, đây nói xem mấy chứ. Đây. Xong đây đây là hoa là chắc rồi. Cây lượng tính nó rất buồn cười, vừa hoa vừa trái. Mà nó hơi đặc biệt chỗ đấy. Vòng quanh nhỉ? Ừ. Vòng quanh nhỉ? Gốc liền ấy nhỉ? Này vòng quanh. Ở giữa để cái tượng được. Hay. Rất là hiếm có cây lưỡng tính kiểu hoa vừa quả. Hay đấy nhỉ? Lúc đầu bảo hoa mà nhìn thấy cái chùm quả đây. Đây thì ở tí gọn gàng tí trong cửa mắt. Đây này, đích thị quả đấy. Đích thị quả, nhưng mà đây lại là hoa. Đấy hay. Cười. Được. Thảo nào vừa nãy ra không thấy anh lại giúp trong kia. Anh xem ảnh từ hôm trước là có quả thôi. Ừ. Đúng rồi. Chứ hôm nay ra thì nhìn thấy hoa mà hỏi ông đã thấy vui vui luôn là gì. Cái này rồi mà làm sao không? Trước hôm rõ ràng là quả. Ông phải cái này lượng tính vừa hoa vừa quả. Ừ. Lúc thì hoa lúc thì quả. Được. Bác trả lời. Cây tính hay quá. Alo. Alo. Em vẫn ngoài chợ. Ui thôi, tí em còn về đón con. Đấy, anh cứ ngồi em ấy. Mấy anh em cứ ấy đấy, em còn phải ra đây là ra chỗ nào? À thế à? Vâng. Em ngồi với mấy ông anh cái đã xong rồi em ra. Được đấy. Chúc mừng anh nhá. Sang bên kia tí. Chúc mừng. Hôm rồi có ra đi được cái nào anh? Ít hơn phải rồi. Anh ra bên đó. Ủa. Kinh đấy nhỉ. Có ổi có cả chậu luôn này. Cái mướn mê là cái không mê. Cái cây đuổi muỗi là của anh à? Không có anh chưa. À còn chưa. Cây đấy đuổi muỗi tốt lắm. Con đấy hay đấy rồi. Cái nhà chặt quá rồi không lấy luôn. Con đấy quá hay luôn. Biết bảo bao tiền? Hỏi ra. Bởi vì con đấy nó không như loại sam hương. Con đấy là nó tỏa theo thôi để đấy cứ dọa cái là nó mùi. Không, con đấy là tỏa tự nhiên. Nó mùi như dầu. Tỏa tự nhiên. Anh Trương ơi, cây đuổi muỗi của anh à? Cây đuổi muỗi của anh à? Bao tiền? 3 triệu. Ba triệu. 3 triệu.
ít đấy, ít có đấy, ít có cây cây hương thảo đuổi muỗi tốt. Ui rồi cây cây này thì sao? Sam hương không phải sam hôi. Sam hương nhưng mà có rũ ra nó có mùi thơm đâu, nó như tanh như là mùi cá. Mùi sam hương không mà nó là mùi này, mùi này rất là tuyệt vời, mùi này mùi kia là mùi cá, mùi cá biển. Đây nó là rõ ràng tinh dầu luôn. Đúng rồi. Hôm nay hỏi chưa? Không. Anh cho nó xong để nó lên trên mà. Kênh hài à, đằng kia đi, đằng kia rộng hàng của mình không phải mình làm thế. Dạ. Nhưng mà một khách xa quá thì phải là bắt ship đèo ra này không bạn. Nếu mày được vài năm bạc thì ship ra đấy rồi. Đây cái con lòng xe điếu này ngon này. Đấy con hay đi chặt đất tắc con đi. Cứ tiền tươi thóc thật gì đã. Không, đã không có bao nhiêu, nếu mà chính chẳng có khu một cờ tờ bắt thì mình ok ngay. Nhưng mà vào đấy thì khó chơi đấy. Cứ dần dần mai kia lại có người hợp gọi. Trả luôn. Ngược luôn. Bây giờ nhá, 15 triệu bán đi xong mua được cái túi 10 triệu. Này ngồi. Này lại ngồi chỗ này. 6 triệu nữa. Đây còn mấy cây nữa. Đấy. Gió lùa đấy. Hôm nay nó đang xây hai cái nhà đấy không ạ? Gió lùa này kiếm cái chậu rẻ quạt khác đấy nhỉ? Thế chắc lên tiền. Ba tiền cả chậu ở cây. 7 triệu. 7 triệu cả chậu của cây. Chậu lâu rồi, về cũng 2 triệu. Chậu quạt. Chậu quạt. Người đẹp vừa ra đây đâu rồi? Đi về nhà Hiếu sang Hồng Mai. Đấy á? Nguyên về nhà Hiếu à? Sang Hồng Mai to. Cây có đẹp không mà mày? Thân to như của tôi. À đi. Nó cao. Cái sung này bao nhiêu tiền em ạ? 6 triệu rưỡi. Sáu đồng dưới. Thằng độc của tôi bảo rằng to dị đấy. Hai mặt là đều dị. Đấy, sung bắt được mấy cái rễ này cũng dị đấy. Sung có cả rễ buông. Ông này ngủ quên mẹ cây cuốn mẹ người. Rễ buông đấy. Ừ. Đấy, rễ từ trên này này. Buông xuống. Lạ, lạ cây, quả có nhá. Mặt này đẹp. Đời, không ngờ được đây đấy. Chưa bán được cái gì. Được. Ngồi những khi em tản bộ như ngồi để đấy ai rêu riết lên ác nhỉ? Dán đấy. Không dán thì nhưng mà nó cũng dán lên. Lâu rồi. Nó cũng ăn rồi. Ăn rồi. Đây quả này. Quả. Bao tiền? Mặt nào cũng được. Quái nó hàng độc. Chú anh gửi đi, gửi nữa. Chú anh. Xinh à? Ừ. Xúc được cái diện buồn của nó ác nhỉ? Ít đấy. Có này ít, rất ít. Có này rất ít. Hôm ở trên mạng thấy cái thằng nó có cái sung buông như vị dễ xì. Đấy. Có đơn thật. Sung buông dễ buông. Đó là nó đánh ở bờ ao. Nó là tay cảnh nó buông xuống luôn đấy. Chứ không phải là không phải nó làm nó buông kiểu gì đẹp nhỉ? Không, cái tài đây, nó lăm ở bờ ao nằm này. Thì cái bờ ao nó sát đất. Cái bờ ao nó cứ lở dần lở dần. Chạm sát đất. Dễ nó không phải là một hai cái đâu, nó bùng như xì ấy. Thế thì mới bảo là như cái bờ ao nó lở dần không? Thì đầu tiên là làm tiếp trong này bắt đầu bờ ao nó lở dần. Mà cái thằng cỏ này sáng này nó đòi mình 500. Đi về luôn. Đéo đẹp luôn. Bảo là vừa bảo bao nhiêu tiền quên vốn. 6 triệu rưỡi. Xem cái con đơn đấy á. Hay là bỏ bom con đơn này suốt. Không phải. Nó đồng ý lấy xong rồi nó còn đéo vào.
quả đấy. Đây cứ thế mà phang quả ra thôi. Quả nó đẹp nhỉ. Cái chuột đẹp thì. Điều đa quá. Đấy, dễ giết đẹp lắm. Nay người ta không biết chợ, ít người biết chợ này có. Một mai này, cũng của Hồng Đen này. À hôm vừa rồi có ông xem ông lại bà cấp siêu cho ông Nguyên luôn. Cấp rồi. Nghe nói chuyện cái là ông alo mình luôn, ông bảo là ông nào cần siêu đấy. Thế là hai ông mới gọi nói chuyện với nhau luôn. Đây chắc của Hiếu. À Ngọc Anh. Nhìn như rành rành nhỉ. Thế là đưa cán bộ về chốt cây đây. Không biết cán bộ có xem hình qua không. Xem hình qua không về đưa về đỡ mất công. Nguyên ấy. Xem hình sơ sơ rồi. Thế được. Nói chung là vẫn phải về. Không bảo quan trọng thấy ảnh mà thấy được, thấy ưng là đưa về. Ảnh anh ấy giảm 12 triệu rồi nhưng mà nói chung là cứ phải về nhà thực tế đến lúc đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì cây cô khi nhìn chữ ảnh đẹp hơn nhưng có cái máy chụp cây. Đúng cây rồi, có chụp cái ảnh không đẹp ở ngoài. Đúng. Đấy, có cây để ở ngoài đẹp chụp ảnh rất đẹp. Có những cây nó ăn ảnh á. Đấy. Như người quả đơn vàng này cũng nhiều. Tiêu điểm. Ok, cảm ơn bác nha. Sang đây thì về anh. Về qua em rồi này, phiền này chán lắm. Đây chở có người đi mấy? Sơn Tây. À thế à? Đấy, cái hương thảo này mẹ tôi thấy thích cây này. À thế à? À bởi vì người ta biết rồi. Ở đây thì có phiên biết có phiên không? Hương thảo. Cây này mà rẻ rẻ mua về đuổi muỗi tốt lắm, thơm vô cùng đó, thơm lắm. Hiếm có đấy, gần như người không có cây hương thảo nào nó to như này luôn, gốc dã man luôn, gốc nó to như gốc cúc mốc hoặc là nó rất giống với cây da, nó giống với cây gì mà làm chổi quê người ta gọi là kim sa tùng, tên là kim sa tùng, thơm vô cùng đó. Thơm dễ chịu, tinh dầu rõ ràng luôn, này gọi là thơm, và 3,5 triệu thì căng quá. Thì sang khu vực đằng cuối chợ các bác nhé, cảm ơn các bác. Cây này cũng buổi trưa đẹp, cũng thích cây này. Tôi nghĩ là nó rẻ nhưng mà căng.